ngộ độc vì chất nhờn ma quái, slime khiến 35 học sinh nhập viện, suýt hỏng 10 ngón tay vì đồ chơi slime. Vậy dưới kính hiển vi thì cái chất nhờn ma quái này sẽ trông như thế nào, chúng có gì bên trong và liệu có thực sự độc hại như báo chí đưa tin hay không? Thì trong video ngày hôm nay hãy cùng với kính hiển vi đi tìm sự thật ngay bây giờ các bạn nhé! Uầy, nó mềm thật đấy, rất là thư giãn và thích nữa. Bảo sao cái món này nhiều người thích đến vậy các bạn ạ? Thế nhưng mình thấy rất là nồng mùi rửa bát. Để xem bên trong này có gì thì hãy theo dõi cùng mình nhé. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng quan sát dưới độ phóng đại là 40 lần. Cái slime này có màu xanh dương khá là đẹp mắt. Bên trong chúng còn có rất là nhiều những cái bọt khí li ti và cả những kim tuyến lấp lánh nữa. Rất là đẹp phải không nào? Thế nhưng những cái kim tuyến mà các bạn đang thấy cũng rất là nguy hiểm đấy nhé. Bởi vì chúng sẽ bám vào cái chất nhờn ma quái này mà chúng ta lại dùng tay chơi slime nữa. Mà nếu như vô tình rụi mắt hay đưa lên miệng, mũi thì cũng rất dễ làm nhiễm trùng miệng và đường hô hấp. Chưa kể kim tuyến còn có thể gây ngứa da, bị dị ứng khó điều trị đấy các bạn. Mình dùng cái que cấy này tác động thì thấy chúng rất là mềm, mềm như nước mà lại dai như cao su. Cũng không hề kết dính gì cả, cái slime này còn có thể biến thành những cái hình thù rất là kỳ lạ, giống hệt như vật thể chứa nó nữa. Tuy nhiên chúng lại rất nồng mùi rửa bát, vậy chúng có gì bên trong thì hãy cùng mình tiếp tục quan sát ở độ phóng đại lớn hơn nha các bạn. Và đây là hình ảnh dưới độ phóng đại là 400 lần, chúng ta đang thấy rất là nhiều những cái cặn bẩn li ti màu đen và cả những viên kim tuyến nữa. Trong slime này thì chúng ta không thấy có vi khuẩn. Và thực chất thì chúng không thể có vi khuẩn được các bạn ạ, vì chỉ có hóa chất và phụ gia mà thôi. Thành phần của slime như chúng ta cũng đã biết thì gồm có hai thành phần chính là chất tạo đặc và chất tạo sự kết dính. Điều đáng nói ở đây đó là chất tạo kết dính lại chính là chất borax hay còn gọi là hàn the, một chất độc cho sinh vật và cấm dùng trong thực phẩm. Chúng có thể gây ho và viêm họng, viêm da và đau mắt nữa. Nếu như borax vào đường tiêu hóa sẽ gây buồn nôn, tiêu chảy, nhức đầu, buồn ngủ. Và nếu ở liều cao còn có thể gây co giật đấy các bạn. Những cái triệu chứng này rất là giống với tình trạng ngộ độc hô hấp của 35 em học sinh chơi slime mùa ở cổng trường. Nguy hiểm vẫn chưa dừng lại ở đó đâu. Như các bạn cũng đã thấy thì ở trên Facebook có vô số những cái tài khoản giao bán chất nhờn ma quái này, có cả chợ, diễn đàn hay hội những người yêu thích slime. Người ta hướng dẫn nhau điều chế những cái slime kiểu lăng băm bằng những cái sản phẩm có sẵn như là kẹo sữa, nước xúc miệng, kem đánh răng hay nước rửa bát, cho tới xà phòng bánh hay keo trong suốt. Tất cả những cái vật này đều là những cái vật liệu có cái chất dẻo tổng hợp, chất borax hay chất thay thế hai cái loại nguyên liệu này, và sau đó được tạo màu bằng phẩm màu công nghiệp chứa hàng tá các chất nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta cũng dễ dàng mua những cái loại slime này tại cổng trường hay mua online. Chúng được trộn kim tuyến với giá rất là rẻ nhưng mà lại không có nhãn mác, không có nơi sản xuất và không thông tin chất lượng chất. Dù vỏ ngoài có in đàng hoàng một dòng chữ tiếng Anh đó là Made in China và các cảnh báo nguy hiểm. Ở đây mình còn đang thấy một cái sợi gì đó như là một sợi lông với các bạn ạ. Tổng kết lại, mặc dù slime có tác dụng kích thích sáng tạo, giảm stress, thế nhưng thực tế đang có rất nhiều loại slime không rõ nguồn gốc, vô cùng độc hại cho sức khỏe. Chúng có thể không gây biểu hiện ngay mà âm thầm ăn mòn sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là trẻ nhỏ. Vậy nên chúng ta cần hết sức chú ý khi lựa chọn sản phẩm và không tự ý chế tạo slime theo công thức lăng băm được lan truyền trên mạng các bạn nhé. Vậy là chúng ta đã đi hết video ngày hôm nay rồi. Nếu như thấy video hữu ích thì các bạn hãy like và share cho nhiều người được biết. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.